If you decide to continue on, you will be destroyed, Neba. Well, that certainly doesn't sound like a bluff to me. What makes you so positive? During my slumber over these past 6 months, I saw it. I saw your fate, and Ishara's too. So it's fate again, huh? That's why I had no choice but to bring in an uncertain element. I was hoping Jill would change your destiny. Wait, Jill? It was unsuccessful because you kept insisting on rejecting him. I'm afraid that in the end, the fate I foresaw can never be avoided. Don't worry. You've got us with you, right? Is this really the top floor? There's no sky here. You sure you didn't screw this thing up? I don't know. Stay on your toes. Be ready. We're almost to our goal. Yeah, you're right. Gilgamesh's shadow is over there. Fatina, I just want to make sure you're okay. You know, with this. With what? If we save Kaya, things are gonna get a little awkward around here. I mean, with Jill. Yeah, well, not really my problem. Really? What do you think I am? I'm not some pathetic woman who holds back a mission for my own personal reasons, you know. We have no choice but to attack them head on. Think you can take the Vanguard? Yeah, we got it. Wait, hey, what about me? You are coming with me, and you had better keep a tight leash on that girl, do you understand? She's not... If you want to go home alive, you should listen to what I say. All right, everybody, let's take them down! Like it's time for a scary story. Shut up! So you actually came, huh?
General! Damn you! Give our people back right now. Sorry, but I don't have the authority. That is for King Gilgamesh to decide. You mean his shadow, don't you? He can no longer be called the Shadow. The Gilgamesh in Meskia is now the Shadow, don't you get it? Right now, at the bottom of the tower, there is an ongoing purge of the rebellion led by Itana and the rest. Look, there she is. Uragon, I fall directly under the command of Lady Amina. Do your sworn duty and bring me that girl right now. Do you intend to oppose King Gilgamesh? No, absolutely not. Bastard. It's such a pity, but in the end, justice will always prevail, my friends. Well, it was only a matter of time before that jerk betrayed us. Hanero, how could you do this to us? Don't you have any doubts? I don't. Seeing my mission completed is all that matters to me. If that's the case, when Koopa was injured, why didn't you leave her? You knew Kaya would be able to heal her, right? Because she could be used as a hostage. So then tell me why you didn't just finish off Atina and the others. You're wrong. I know there's good inside of you, and I refuse to believe that everything you have done has been a big lie. You are not a heartless child, Hetero. You're a good person. Relying on compassion will get you nowhere. Don't you get it? That's why you always end up betrayed and alone. You're the one betraying yourself, and you know it. Take care of this. Annihilate them. All of them. Affirmative. Wait, Hetero! Special Guard! Our hearts are free, our spears are hard! General Kelp, what are you doing here? Sorry to keep you waiting, Itana. It was a really long journey. Well, would you look at this mess? I'm gone for a little while on urgent business, and this is what happens, huh? How much difference can one man really make, General? One man couldn't do much if he came alone. Blue Flame Company from the Lucia District is here! We have come for honor! Same goes for the Red Blizzard Company! The Samara Guardian Knights are here too! You fools who abuse the glory of His Majesty to tread on the people and the land! You are the true rebels who dishonor Gilgamesh! No need to fear us. We didn't come here seeking blood, death, or revenge. We only want Uruk to be a glowing beacon, a symbol of freedom shining on the Eastern world! Here. You seem surprised by that. What kind of man do you think I am? Oh, look! A love scene! So lucky and romantic. Even if it's with the boss? Scandalous! Come on, guys, help me up. I want to see it too. Tell me, have you seen the light yet? I refuse to cooperate with you. You're fine with Gil sinking this way? Crystal Rod, you have every intention of destroying this tower, don't you? Yes, because this place is dangerous, more than you know. Which I suppose explains why you told that girl this was a one-way ticket.
destroy the tower because it's dangerous. Do you really believe that's a good enough reason to sacrifice all the humans climbing this tower? No, I just... So glad I managed to escape. So I decided to save you. So don't think I went out of my way or anything. You got it? It was a happy accident, okay? Like I'd ever spend my time worrying about a servant as rude and worthless as you are. Ow! Don't bite! Just think of it as an expression of affection! How is that an expression of affection? Did you hear that? Yes, I did. Think they found us. Jill. Huh? What is all this? Look at her. She's in bad shape. Just tell me the reason why we have to keep going up. What do you mean by reason? She seems okay, doesn't she? What do you want to do when you reach the very top? What, kill King Gilgamesh's shadow? What do you plan to do about Neeba and Kaya? If your intention is to continue up and put Fatina in even more danger, then you have to give me a reason I can accept her. I'm not going any further. Right. I know that. Answer me, Jill! Do I really need to have a reason to climb Utu? Even if the world is safe, everyone in it too. Even if I have no real reason at all, I'll still climb. But Jill, why? Because I'm a climber no matter what. Utu. You don't want to keep climbing? Of course I do. Well, then let's get going. I will lead if you will follow me. Looks like you just lost that round to Jill. Shut up. But you have to admit he is right. And the same goes for the both of us. Yeah, I guess. Answer. Are you an enemy or a friend? Friend, though I highly doubt you'll believe me. Recognized as enemy. Annihilate.
Why don't you show yourself? Where are you, Gilgamesh? Here, it's the last arrow. You will find no crusade against evil nor true love here. No, not in my house. The struggle between order and chaos, crazed voices echoing from ancient times, are nothing but nostalgia now. As quickly forgotten as you soon will be. The seventh chapter of the Kishua Legends? That's correct. A lovely verse. So you have come to challenge me and take my throne and rod, I presume. Well, in that case... In that case, my friend, you know exactly what you have to do now, don't you? Hesitation will not be tolerated. That's right, come to me. You have reached the very top of the world. Jill, you know... What? You okay? After what happened with Neba, I was completely broken emotionally. And so I used you as a way to escape. Use me to escape? What do you mean? I knew you'd never betray me. I knew you'd never hurt me either. Yeah? It's just that I'm still worried about Neba. Even after everything he did to you? I know, it's dumb, right? It's not. I'm the same way. Hey, Melt! Koopa! Looks like you're okay. Yep. Sorry for the scare. I know you all must have been very worried about me, but as you can see, I'm good as new. I'm amazed you made it here. This whole place is crawling with enemies. Well, maybe because you went on a pretty big tear, we barely ran into any of the bad guys. Yeah, it was no problem at all. Sure. Well, we're finally here, huh? Yeah. We made it. Thank you.
Vâng, alo. Bắt cặp đầu đi bằng cái chỗ này. Cố gắng đi bằng cái chỗ này nào. Vâng, quân trẻ đẹp hơn là cực kỳ tiện tổng. Chúng ta là ba này gì? Vâng, ba cùng với đội U7 và E602 Hồng Anh. Chép tuyển kèm 1 của tuyển và lớn hơn nữa còn chép tuyển và còn chép cặp 3. Và không phải, mà nó còn ghê hơn cả cái dạng IA và số man. Vâng, nó chỉ cần với Mercia. Vâng, Mercia vậy thì em đợi nhưng ba này đợi thế có con làng đà. Và con làng đà của ba nó chậm cực kỳ nhanh. Nói chung là nó là siêu siêu tuyển. Cố lên, đối bạn chỉ là 2 pin thôi. 2 pin loan. Mình nghĩ rằng với đoạn vườn này thì khả năng cao của đối bạn thì sẽ đánh 1 pin loan lên cùng ai. Thì câu chuyện là chúng ta có để cho đoạn lên cùng ai không thôi. Vâng, thời trọng bầu phụ thuộc rất nhiều vào nhà chém của U97. Người cầm còn chém tuyển. Còn Hồng Anh trận này khả năng cao với cái bài vẫn tương đối, mình nghĩ là tương đối xấu. Về thế như này, kiểu ngoài trận đánh kiểu một trận góc quân. Vâng, đánh kiểu góc quân và đủ đẩy đi. Góc cung rò và đẩy đi. Hoặc là đánh cơ cấu những ngoài trộn nhỏ. Đủ lực tực và đứng nhà kê những cơ sở làm ăn. Cái bài này thì nó cũng kiểu gì, nó đẹp trai, hơi khó. Vâng, đây là 97 người cầm 3. Rất mong anh mua bài đẹp, ít nhất là cần một nhà. Ít nhất là cần một nhà, bài đang chưa thấy nhiều đọc. 7 vô đầu nằm ở đây cơ, khá khó luôn. Cảm ơn những lời động viên cũng như là những cái vâng like và chia sẻ anh em đã ủng hộ cho mình của anh để chia sẻ những lần này buổi thi đấu trong buổi tối ngày hôm nay nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã có chút thời gian quý giá trong buổi tối ngày hôm nay để theo dõi hai buổi thi đấu. Và một con voi về bên đầu tiên và một bãi bảo phụ dành cho U97 tương đối xa một chút xíu chứ không xa. Có bãi bảo phụ là tuyệt rồi. Xe nào hơi ít dần một chút và tầm khoảng 7-8 giây không nhiều. Và đây là nhà màu vàng, đó chính là đường chim mồi. Và nhà ai thì nhà đều là nhà vẫn làm thôi. Vấn đề là chút nữa mình biết được nhà màu mấy đầu cành xoay ra. Nếu bạn đánh bao dần và nếu đánh nhiều dần thì sẽ đánh tung la, còn đánh ít dần thì sẽ là đánh chém. Và tư duy số một ở trong trận này thì gần như là 90% một người sẽ chắc chắn đánh tung la. Đánh hai chén kể cả bố một người rất là nhiều đầu với con man và con e chín này ba và e chín hoàn toàn có thể đánh tham ngược lại và mỗi hai giảm ra được chén trừ khi các bạn chém nhiều đôi những người đầu và lập bạn chuyển công an luôn. Đấy là một cái bài mà gọi là siêu khủng khiếp thì các bạn thì bạn mới làm được điều đó. Vào 12% đến thứ hè như vậy khả năng cao hè sẽ người đánh chén và chip boy sẽ người đánh cùng a. Chip boy là một bài 62% thôi, một bàn mà đang ép tròn đồ dành cho chip bảy, ép tròn đồ anh đánh có 18% rồi. Là bài máy điện của Hồng Anh đánh 26% ôi như vậy là chuyện thêm nhiều vòng nữa mới dùng cái bo được. Và bo đẹp trai luôn, bo đẹp trai luôn nha. Một bãi bảo phụ xa xa, còn một bầy hươu nữa thì mình nghĩ rằng bầy hươu kia sẽ bỏ, không ạ. Kéo về và sẽ là ra ruộng. Và cánh của game thủ 97 là người đánh cung đấy. Và Milan cánh E mới là người đánh chém, và Milan là một bài đẹp. Và Milan của E là một bài đẹp, chính vậy là 97 lên chéo trong tình huống này. Lên chéo là hợp lý, thì 97 thì này cần phải giữ thật tốt. Trái tình trạng là vâng E cũng sẽ là người chéo sang để giảm bớt lợi lực cho người cầm bộ 7 như chip boy đánh cung A. Trở lại vào 97 thì anh nhấp đợi trận này ra sao. 10:11 với bài 18% này của vòng của ban ra liền được 2 chiếc ruộng. Sau đó bắt đầu với các dân về ăn ba. Tấn công trái công. Và con giò cần thiết là có cái công cũng được. Có đủ lực thì đã được công giáp. Ô không, lên đời cũng chỉ là ngang với chip boy và được lên đời muộn nhá. Lên đời bình thường cũng là he thôi.
về đời bình thường như thế rồi. Và bo bãi vàng là cái điều cần thiết dành cho cái đủ 97. Như vậy là cắt lên đây, thì anh muốn ăn thêm một bầy hưu nữa. Muốn ăn thêm một bầy hưu nữa dành cho 97. Một cơn chéo, gặp nhà he và gặp con giò của he luôn. He vừa đi con giò đấy nhá. Chứ biết he đi con giò ở đâu cả. Vâng, đã là cầu giáp đầy đủ rồi, bo vàng màu 97 ơi. He đi giò đấy, rồi. Và quay giò lại dành cho he để thủ cái này và ăn được 2 dân. Và tạm thời là thời điểm đầu đang có sát thương và cũng như đang có một lợi thế nho nhỏ và nhà kiếm thủ người gặp đi làm đánh chém cơ bản kiếm thủ he trong trận này. Hồng Anh có lẽ tầm phút này đã cơ cấu xong nhà rồi và đây là kiếm thủ Hồng Anh bắt đầu về nhà giao ruộng mặt trước và như vậy là gần bãi hố và trước mặt ruộng vẫn chưa bò hết, anh vẫn đang để hỏng một chút xíu dường như là muốn xây nhà bè. Chính vậy vẫn đang nhìn gió he vẫn chưa thể ra được bỏ nhà và cái con cung đi làm bên bạn chúng ta cũng bỏ phút tầm phút thứ 16 chúng ta sẽ quay lại. Đoàn bài không khỏe đi nhận và khỏe 5 phút rưỡi 10 phút 16 thì bắt đầu mới đẩy qua ra ngoài thôi. Đằng đà bàn có lợi thế đằng đà của Đoàn chạy tương đối nhanh nhá. Và bây giờ không đã bò bàn làm một dân vàng nữa. Ok không đã bò rồi không ăn được dân nào cả và đập bê tại cái khu vực gần nhà BL của game thủ 97 kê luôn cho quanh chỗ này vẫn đang một lần đều phải đi lên đây nên là cứ đi cho he khó thở đi cho he không đi quân sau đó Hồng Anh đẩy quân lên là he bay thôi. Cái việc phối hợp một lần đều và cũng như là 3-4 nhà đều đẩy lên đây rất khó để cho he có thể tới nhà. Một trận he đang cố gắng bắt hai lần đều trở lại mặt máy kiếm thủ Hồng Anh bắt đầu có quân trưởng và Hồng Anh đánh 3 nhà bè ra sân đều. Có lẽ rằng tầm phút thứ 17 là Hồng Anh sẽ tăng hai sau khi sắp được hai hơn. 97 cũng vừa tăng 2 lò. Có nhiều làng đà để có thể đi vào nhà kiếm thủ he cùng với Hồng Anh lấy nhà he thật sớm đưa về diện là 2-1. Sau đó 97 chuyển sang sóc chém. Sau đó 97 chuyển sang sóc chém sau khi mà đánh khế nhà he rồi để có thể tạo tốt hơn dành cho những con cung he.